Đây là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị lãnh đạo đứng đầu một đất nước gần 100 triệu dân. Con của bác Trọng chỉ là một công chức bình thường và chưa bao giờ dám xưng tên của bố mình ra. Bác Trọng thì có mấy đứa cháu thì vừa phải học vừa phải đi chạy bàn để đóng phụ tiền học phí. Trái ngược với những con ông cháu cha khác, tiêu xài không cần đếm, mặc đồ ngàn đô đi xe tiền tỷ. Đám cưới con bác Trọng hầu như không ai biết, chỉ báo hỉ sau khi đã xong việc, chứ không mời nhiều người vì sợ quà cáp rắc rối. Vợ của bác Trọng theo cách gọi nghi lễ là phu nhân, nhưng hàng xóm vẫn trông thấy bác gái chỉ đi chợ bằng một chiếc xe cúp. Chắc hẳn ai cũng biết, chiếc xe Toyota đời cũ này chính là xe công vụ của bác Trọng. Bạn bè thầy cô cũng không hiếm lần thấy bác Nguyễn Phú Trọng tự lái xe máy, xách túi quà để về thăm trường cũ. Những thế hệ khai quốc công thần của đất nước Việt Nam đang rơi rụng dần, những con người được chui rèn có máu lửa đang dần đến bên nhau ở trên trời. Mọi trọng trách đều dồn hết vào vai của người đàn ông này. Đất nước Việt Nam này còn có bác Trọng thì nhân dân đều yên lòng. Yên lòng vì có một người luôn âm thầm nhen lửa để đốt những mẻ lò chất lượng. Người có thể vực dậy một đất nước có lúc tưởng rệu rã bởi những con sâu bọ đục phá từ lòng tham. Bác Nguyễn Phú Trọng là một người kỳ lạ. Lời của bác Trọng nhẹ nhàng mà đanh thép. Người có nhân đức nghe thấy mà nao lòng, còn kẻ xấu nghe thấy là run sợ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói rằng, cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, để khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện đớn hèn, mang tai mang tiếng mọi người khinh bỉ, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể tự hào rằng ta đã sống có ích, đã mang tất cả đời ta, tất cả sức ta hiến dâng cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời, vì vinh quang của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, của con người. Để con cháu chúng ta mai sau mãi mãi biết ơn, kính trọng học tập và noi theo. Giờ tôi mới thấy thấm lời các cụ ngày xưa đã dạy mãi sâu sắc với thời gian. Đó là câu, làm người thơm danh hơn lành áo. Nguyễn Phú Trọng có học trò nhỏ. Gia đình cô giáo Phúc nhận được bức thư chúc Tết. Ngoài chiếc phong bì thư ghi, kính gửi cụ Đặng Thị Phúc, bên trong chỉ ghi Nguyễn Phú Trọng, không kèm theo chức vụ, ký tên, học trò cũ của cô. Dù lá thư không ghi kèm địa chỉ là văn phòng Tổng Bí thư hay văn phòng chính phủ, nhưng cô giáo vẫn nhận ra. Ngày nhà giáo 20 tháng 11 hay Tết năm nào, cho Trọng cũng gửi thư tới, lúc nào thư cũng là viết tay. Cô giáo Đặng Thị Phúc kể tiếp, cho Trọng dù là chủ tịch nước hay Tổng Bí thư, nhưng đối với tôi vẫn chỉ là cậu học trò nhỏ. Tôi vừa mừng vừa tự hào, vừa thầm nghĩ sao bận trăm công ngàn việc thế mà vẫn dành thời gian nghĩ tới cô giáo cũ. Quãng thời gian dạy học khó quên ngày xưa được người giáo viên 90 tuổi kể lại. Kèm theo đó là cả những câu chuyện về cậu học trò Nguyễn Phú Trọng, nhỏ bé nhất lớp nhưng luôn luôn là người học giỏi nhất. Những ngày khó khăn, lớp học ở nơi làng quê nghèo, không có cửa, bàn ghế không đầy đủ, mùa đông giá lạnh, mùa hè thì nóng bức. Cậu học trò nghèo Nguyễn Phú Trọng nhà ở xa trường, phải đi bộ quãng đường đất dài nhiều cây số để tới trường. Suốt bao nhiêu năm, cậu chỉ mặc có bộ quần áo màu nâu, chân đi đất. Gia cảnh khó khăn nhất nhưng cũng là cậu học trò học giỏi toàn diện nhất. Khoảng hơn 20 năm về trước, cô Phúc được nghe tin trò Trọng đang làm to lắm. Mãi sau này, cô mới biết được cậu học trò nhỏ vẫn luôn cố gắng tìm kiếm mình suốt nhiều năm. Một ngày, cô giáo Phúc nhận được điện thoại, đầu dây bên kia chính là ông Nguyễn Phú Trọng, thời điểm đó đang là chủ tịch Quốc hội. Người học trò năm xưa thông báo rằng em sẽ đến thăm cô. Vài ngày sau, trò Trọng đến thật. Vừa tới, trò Trọng đã nói, em chào cô ơi, em tìm cô mãi cô ạ. Vẫn gương mặt để mái tóc chéo, làn da trắng, khuôn mặt và nụ cười hiền lành ấy. Nhưng ở thời điểm đó, tóc cô giáo Phúc chỉ hoa râm thì trò Trọng mái đầu đã bạc trắng. Lá thư chúc Tết viết tay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cô giáo Phúc gập cẩn thận, lưu giữ trong tủ kỷ niệm của gia đình và chỉ mở ra khoe với khách quý. Năm trò Trọng được bầu làm Tổng Bí thư, mùng 3 Tết vẫn gọi điện chúc Tết cô. Hôm đó đã là 10 giờ đêm rồi, nghe bảo mới đi công tác ở nước ngoài về. Nói thế chứ, hôm nào tôi chẳng được gặp trò ấy, trên vô tuyến ở chương trình thời sự. Cô Phúc nói đùa, vẻ mặt đầy tự hào.